Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bắt Đầu, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi đánh bài tiếp. Rồi thì nhìn chung là bữa giờ mình đánh với cái anh Baric cái bộ bằng cái bộ này không thì nói chung cũng khá là buồn. Bởi vì nhìn chung là toàn đánh thế nhu thôi, chỗ có hình như là có vài lần đánh thế cương với ảnh, tại vì là ảnh cứ hay chơi, tự nhiên mình hình đổi bộ bài này thì ảnh cứ là hay chơi cái bộ giật bài của ảnh. Ra đôi khi nó cũng hơi phiền cho mình. Rồi, bạn Trúc Anh thì có nói với mình là cái lá nước này nó ác thiệt. Thì thật ra cái lá này là thủy độ mà nó sóng thần thì nó quét hết cả hai bên thôi. Nó y chang, nó đắt khô nè, chỉ có cái điều cái thằng này là phép, còn này là táp thôi. Rồi, ok. Vô đi. Rồi, úp xuống nữa. Nhưng mà chắc chắn là không phải bộ giật bài, tại bộ giật bài thì nó không có xài sân. Rồi, ok. Úp người khổng lồ đá xuống nào, nói chung là ta vẫn chơi thế thủ thôi các bạn. Chà, sức mạnh lên dữ ha. Rồi, sức mạnh lên dữ, sức mạnh không lên thì cũng vậy thôi. Phá con này trước rồi đã, rồi mình tính. Biết ngay mà. Úp xuống dễ mới là mấy con này lắm. Rồi, ok luôn. Rồi, xong. Tính hết rồi. Ui, mà giờ quăng con này ra là ảnh tắt điện. À, có lá này luôn hả? Rồi nhưng mà vậy ảnh cũng tự hại ảnh. Tính cả rồi. Rồi ok, ảnh làm vậy thì mình mất ít, ảnh mất nhiều, ảnh mất 700, mình mất con 100 mà. Pha này ảnh lỗ chắc rồi. Rồi vậy cũng tốt, cảm ơn. Rồi, anh bay vô, em bay vô, cái lá này của anh coi như mất tác dụng. Đó các bạn thấy không, đánh bình thường mình hay đánh thế cương, bữa nay mình đánh thế nhu cho các bạn coi nè. Chứ không các bạn cứ bảo là ông có một bài ông chơi hoài bộ, cái bộ này khác bộ kia với mấy cái lá bài thôi. Còn nhìn chung mình cũng chơi có một kiểu chơi à. Rồi thì bữa nay mình chơi nhiều kiểu cho các bạn coi. Đó mình mất có 100, anh mất 700. Chơi kiểu này họ ảnh hết máu trước mình. Rồi giờ mới chịu nhả ra. Rồi ok luôn. Giờ ảnh đâu bắn được mình. Chơi kiểu này hồi mình chưa hết máu, ảnh hết bài rồi các bạn. Tặng lừa mình tốn 100% mà trong khi đó ảnh có 35, tức là giờ lá thôi. Khỏi bắn nha. Công nhận mình chơi kiểu này mình ác thiệt luôn chứ đùa đâu. Ấy là chưa kể mình còn được cộng máu nữa. Rồi thôi, có một bài chơi hoài thì cũng kỳ. Ai chà, không được. Vậy thôi. Rồi, anh có ra bài không? Anh phải ra bài mình mới chơi được. Chà, đeo mặt nạ vô luôn. Ghê gớm, lợi hại dữ vậy sao. À, thế em xin ngàn nha. Rồi xong. Lá này là một trong những lá phải có đi chơi bộ tu huynh nè các bạn. Rồi xong. Ừ trời ơi. Rồi, tần. Ây da, thiệt là hảo quá. Giật được cái lá này là kể như thành công rồi. Ok, mất lá này ta không tiếc các bạn. Bởi vì ta còn cái lá này á mà. Ây da. Cho thằng em anh mượn tí nha.
thầy già thiệt là biết ơn quá đi. Ảnh mất máu mà mình được dùng con này nó mới đau chứ. Thầy già thiệt là hạnh phúc quá đi á mà. Với lại đúng rồi, trước giờ mình hay xài con Shinzo, các bạn cứ nói bộ nào cũng có con Shinzo à. Rồi thôi, bộ này không có Shinzo nữa là được cái gì. Rồi xong. Hồi sinh chi thuật luôn mà tốn hết 800 điểm rồi. À không. Ôi trời ơi, mình lỗ một lá nhưng mà không sao. À không dám bắn, không dám bắn nha. Rồi à, mình hồi sinh lá này lên. Ảnh gọi con đó lên thì cũng được. No. No no no. Rồi ra bài đi. 1,300. Rồi coi như là mình được, mình trả ảnh 1,000 để mình xài con này. Nhưng mà mỗi lượt ảnh lại tự tiêu thêm 1,000. Dở. Gì đây? Ồ oh, ghê gớm lợi hại đấy. Nhưng mà bây giờ anh có ngon thì anh dở bài lên em coi. Chưa cần, chưa cần. Rồi dở bài lên. Rồi xong. Tưởng mình ngon ai ngờ thủy độn, thủy long đạn. Em là đệ tử của cụ nhị mà, đừng có coi thường ninja làng lá vậy chứ anh. Xuống hố chi thuật ngay. Rồi ok ok. Cái lá thủy độn nó đôi khi dùng rất sướng các bạn. Chỉ sợ là nó kháng được tráp thôi chứ còn không thì chấp hết. Gì nữa? À rồi rút 3 lá bỏ 2 lá gì vậy cũng lập bàn. Rồi thôi không nói nhiều, tất cả chúng ta là chiến binh nha. Mình lấy lại cái lá này thôi. Ôi vui quá xa là vui. Đúng lúc quá trời ơi. Phá thế không cho anh xài trap nha. Ô huyết hoa cuồng phong bạo, không xử lẹ là mình tội rồi. Nếu không có bạo viên quản trap các bạn. Rồi kéo do. No. Quăng ra. Quăng ra. Rồi không thèm bắn. Gì đây? Ôi giời ơi, nguy hiểm quá. Chơi ngay em thôi lỗ. Rồi ok, chúng ta lấy cái bình ra chúng ta dự phòng nào. Bình đó ơi, à, quên lại coi lá này nữa, anh dở lên anh bắn cái mình lại lỗ mất cái bình. Quên đấy. Lấy con khác ra mới đúng.
không sao. Lại hồi sinh đó gì đâu. Bất quá là cho nổ một cái một vàng cái là xong mà. Như là người ơi mau về đây, về đây ghé lại xong rồi đi. Mình không dùng lá này là có lý do nha. Rồi, ok, muốn bắn con nào trước cũng được. Rồi, dở. Rồi, ok. Chà, mình ra luôn. Rồi, lá này ngon rồi. Ok, con sâu. Lá này thì đúng ý rồi. Rồi, có lá này trấn là quá ngon. Có con này lại càng ngon. Rút thêm con nữa. Rồi, kể ra thì cũng cao minh. Rồi, hãy bắn đi, đừng ngại ngùng. Bắn đi anh. Are you trying to make me angry? Bắn đi anh, trời ơi. Damn you. Người ơi, bay vô đi. Fine. Rồi, úp xuống. Úp nhiều lên anh. You're merely postponing the inevitable. Rồi, một phát định Giang Sơn luôn. La 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 la. Rồi, ok, mấy anh bỏ thằng ra xuống chưa ta? À, chưa có thằng ra hả? Chưa có thần ra thì mình lại gọi con robot của mình lên dây. Tất nhiên là mình không có thèm bắn ngay đâu, bởi vì mình còn lắm trò để mua vui nữa mà. Rồi, từ từ anh đợi vụ anh bắn đã, đó mình dở lên anh mới khóc. Người ơi, hãy bắn đi. Rồi, ôi rồi, ôi, fan này phản đam đau lắm. Ôi rồi, ôi. Mình còn đang lố máu rồi nè, các bạn thấy không? Ta chuẩn có 8.000, mình 8.200 luôn, ảnh hết máu. Chơi bộ bài này rất vui các bạn, có điều nó hơi mất thời gian xíu. Bộ bài trận nào trận nấy quýnh cũng hơn mười mấy phút mới xong. Rồi, ok. Rồi, kể ra thì cũng cao minh. Úp con này xuống trấn thủ cái đã. Ảnh quăng phép ra thì mình dở lên mình xài. Còn ảnh không dùng phép thì thôi. Rồi, dùng phép không? Take this. À, rút bài thôi, cho anh rút vì tội nghiệp. Rồi, một cái cà. Cà mà chọi vô đá thì cà nát bấy, cục đá còn nguyên. Not bad. Rồi lại thêm một người khổng lồ đá nữa, mình cứ chơi thủ thôi. Làm gì em? Take this. Oh, lá này à. Take this. Gì nữa? Oh, lực công mạnh đấy. Take this. Oh. You should never have come here. Gì đây? Ủa? Cái gì anh trai?
Hình như là túng quá hóa liều rồi sao ấy. Túng quá hóa liều rồi các bạn, gắn đồ búp vô cho đã xong đè thằng ra xuống. Túng lắm rồi đấy. Túng quá hóa liều rồi các bạn. No. Túng quá hóa liều rồi. Ây da, cho anh một trận luôn, kéo giòn phát hả chi gì đấy. À cũng có kháng phép hả, hay đấy. Rồi tính ra thì cũng hay. À đâu có dám giữ thấy không. Rồi fan này dở rồi. Quăng cái lá bài vô. Rồi thế là lỗ. Mặc dù lá này được hồi sinh hoàn toàn không phụ thuộc nữa, nhưng mà ảnh mất ảnh phải quăng ra vô là ảnh dở rồi. Phải tốn hai lá nữa mới gọi được thằng ra ra. Rồi, ok, chơi tiếp. Take this. Ây à, cây chổi à, không dễ vậy đâu. Mình đợi canh me nãy giờ mà mình sợ cái lá này, cho nên là mình phải ráng giữ cái lá này nè, chứ không hồi nãy là mình cũng cho nó khỏi ra rồi. Ây à, dở lá, có lá, lá này luôn à. À nhưng mà đừng hòng giật bài của em. Thật ra mình úp xuống thì anh chả, mình thủ thì anh chẳng giật bài được. Mình phải mất máu anh mới giật được bài của mình. Nhưng mà phải loại trước đã, con này nguy hiểm lắm. Chấp nhận thứ 2000 máu với anh. Chưa có cái lá kia thì cái, chưa có cái lá bác sĩ thì cái con này nó hơi vô dụng một tí. Tại nhìn chung thì anh Maric anh không có xài hệ chiến binh nhiều. Take this. Gì đây? Ôi trời ơi, ra kia kia. Mặc dù biết là con này thì nó sẽ gọi được bài ra, nhưng mà trong trường hợp này thì mình lỗ. Mình giữ được lá bài đó để mà khống chế cái lá cây chổi của ảnh thì mình lại dính cái lá ra kỳ ghi. Hơi đau đấy các bạn, nhưng mà không sao, còn chịu được. Nói chung quan trọng là mình quăng được thần ra của ảnh vô rồi. Còn ảnh không có thần ra thì mấy con này cũng không đau lắm, mình chịu được. Với lại có con này đi hồi máu nè. Mà vừa con này nó hồi máu có giới hạn, nó không hồi máu luôn được những cái con bò, mấy cái con bò sát hàng chính kia. Nhưng mà được cái là nó úp xuống vậy nè, ra là dễ dùng, với lại nó còn gọi lên nữa, nói chung nó tạo ra cái tuyến phòng thủ cho mình. Đừng hòng úp bài xuống, biết ngay là cái con này mà. Anh Maric là anh là chuyên gia, anh xài cái con này để mà anh phá mình. Nó giống như con bò ăn thịt người của Yugi vậy đó. À, con này anh thủ 1800 thì cũng tạm thời dùng được. Vấn đề là phải có lá bác sĩ cơ, không có lá bác sĩ thì nó cũng bình thường thôi. Nó ngon cái nữa là nó ba sao, nó giống như con người đá vậy đó, người hổ đá. Chứ thực chất là nó cũng không có gì đặc biệt. Rồi hay quá. Ba lá bài bay hết. Mình loại được Myrofor, thêm cái lá sân nữa là 4, ngon lành cành đào. Rồi ra bài đi anh.
Ủa bèo vậy, bài vô, bài vô, bài vô để bảo vệ lá này các bạn. Tại nó không có lá đi ra thì phải cho nó gì cho nó ra thôi. Thêm một lá bài nữa được úp xuống à. Rồi, ok. Rồi. Đây lấy con này ra nó lên 1900 nữa, nhưng giờ phải có con để đánh chứ không cứ thủ hoài cũng không được. Thủ hoài hên rồi, thằng ra là chạy nãy giờ mình hên nó ảnh không ra được bài, nhưng ảnh có hai con đây là thằng ra xuất hiện rồi. Rồi, đây con này tự thân nó lên 1900 được. Mặc dù nó thủ thì vẫn có 200 thôi mà nhìn chung vẫn khá là ok. Rồi ngàn. Cứ như vậy mình cấu máu ảnh cũng được. Mình thì càng ảnh càng bắn mình được cộng máu, còn ảnh thì ngược lại. Cái gì đây? Ồ, tra tấn chi thuật. Chà, giờ không còn cái con cánh cục nó quăng vô nữa, hơi dở. Con đó, để con này để nằm đây đi. Mình cho con khổng lồ đá này ra nó thí. Tại vì đang có con này bản thân là được búp lên 1800 các bạn. 1800 thì cũng không dễ bị giết đâu. Quan trọng là con này phải sống để có tới lúc mà lá bác sĩ ra được rồi đó mình mới chơi được. Cái bộ bài này của mình nó phụ thuộc vô cái lá bác sĩ các bạn. Mỗi lượt 500 thôi cũng không tí, tại anh mất tới 1000 lận. Rồi cũng không sao. Mình thì có đúng một lá này thôi các bạn. Chà, fan này thì hơi lỗ đấy, nhưng mà thôi kệ nó, bắn luôn đi. Phát thứ nhất, bắn. Rồi, ok, lượt sau con đó trở lại. Loại, lượt sau anh gọi thằng ra ra đó nha. À, anh gọi con này ra. Rồi, ok, khoan đã rồi đó. Ảnh gọi con kia mà nó sống dậy là ảnh có thể gọi thằng ra. Rồi ok. Chà, dáng này đánh hấp dẫn rồi nha. Rồi ok, không sao, mình còn chịu được. Tại vì ảnh bắn vô, ảnh bắn con nào ở đây thì về cơ bản mình cũng còn đủ máu, tại mình còn tới nửa máu lận. Dù bây giờ máu bị kéo về hơi nhiều nhưng mà không sao, con chịu được. Đây khoan, con này xuống rồi đã, hàng phòng thủ của mình còn nhiều. Ảnh đi hết, ảnh đi mất mấy cái lá dạng, ảnh xài cái lá Rakigi rồi. Rồi 500. Chà, được cộng máu hả? Cái gì đây? Hồi sinh luôn. Ai chà, đông dữ bay. Rồi không sao, xin nhẹ 5 lá. Rồi ok. Khùng quá, nó không bắn hai lá này. Nó biết bắn hai lá này mình được cộng máu. Rồi hên quá, vậy mình không được, họ hết bị trừ. Vậy cũng đỡ cho mình. Mình giữ cái lá thiên lôi ở đây nãy giờ mà. Rồi xong, một nước phát định giang sơn, không cần bác sĩ luôn. Chiến thắng. Cũng 24 phút mấy. Còn thậm chí tập này còn dài hơn tập trước các bạn. Quýnh có 3 gián thôi, mất thời gian dễ sợ. Gần nửa tiếng đồng hồ chứ ít. Ồ, con này mình lấy được rồi, tao mình không nhớ luôn á. Mà nhìn nó phế quá các bạn. Nở lòng nào con Fusion 5 sao công 1380, thủ 1500, 30 của con này phải là con Fusion không các bạn?
con gì mà bèo á này. Cái lá bài này chắc để chân quá các bạn ơi, nó phải có effect thì có thể nó có giá trị sử dụng, chứ còn mà nó không effect thì con này nó còn bèo không quái thường nữa, mà nó năm sao ông tác giả phải xem lại đi chứ, lá bài này bèo quá. How is this possible? Có cái gì đâu mà possible, không possible ở đây, khổ ông anh quá. Rồi thôi, ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lá Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.